Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn rất là nhiều dòng xe luôn. Ví dụ Honda Vario này, rồi AB Vision SH, rồi Exciter, rồi GTR. Thì anh em nào mua dòng nào thì chịu khó mình tham khảo. Đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Thảo sẽ hỗ trợ. Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay em xin giảm giá của dòng xe như là Ed nè, Sonic nè, GTR và Vario nha. Thì CBR nữa, nói chung là tháng này thì mình sẽ giảm giá tiếp tục cho mọi người luôn. Thì những cái dòng xe là giảm từ 1 đến 2 triệu nha. Anh em mà coi clip á, thích mua cái dòng xe nào á thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em nha. Em có Zalo phía trên hoặc là số điện thoại đó, mọi người cứ kết bạn hoặc nhắn tin cho em nha. Thì em sẽ hỗ trợ cho mọi người luôn nha. Thì đầu clip này thì bán gì vậy? Có nghẹt nè, có nghẹt nè 150 mà mình sơn 3D lên màu xanh GB luôn nha mọi người. Đó. Con này thì mình sơn lên, tem của nó là tem rin luôn nha mọi người. Tem rin của hãng luôn. Màu này thì nó sơn lên tại vì cái màu xanh GB á thì nó hết hàng rồi, nó không còn sản xuất nữa nên là mình sơn lên. Nên là anh em mà thích cái màu này, màu cũ nhưng mà màu sơn thì cứ liên hệ với mình nha. Màu này thì giá của nó sẽ là dao động tầm 42 triệu thôi mọi người nha. Đó, bao VAT luôn nha. Thì con này thì anh em mua góp thì đưa trước cho mình tầm 5 triệu thì mình hỗ trợ mua trả góp nha. Rồi tiếp theo nữa là GTR nè. Con này cũng là màu rin của nó luôn nha mọi người. Màu rin là màu đen nhưng mà tem của nó là màu đỏ với kết hợp với màu bạc luôn nha. Màu này thì hiện tại giá sẽ giảm cho mọi người là còn 53 triệu thôi mọi người nha. Đó, đối với dòng GTR này thì anh em đưa trước cho mình tầm khoảng 8 triệu nha là mình hỗ trợ mua góp được rồi nha. Rồi, okay. Tiếp theo thì mình Sonic. Có Sonic nè mọi người. Sonic thì bữa mình cũng quay cũng khá nhiều rồi. Sonic nó có màu đỏ đen này và một số màu 3D thì cũng còn rất là nhiều nha mọi người. Thì anh em mà mua thích màu 3D thì mình vẫn có nha. Nhưng mà hiện tại là màu rin này thì đang giảm giá cho anh em luôn là còn 53 triệu nha mọi người. Bao VAT luôn nha. Đó. Nó có màu trắng đỏ mâm đỏ nữa nha, đồng giá luôn với màu đen nữa nha. Đó, thì mấy cái màu rin này thì nó sẽ đồng giá luôn. Thì là 53 triệu đó mọi người nha, bao thế VAT luôn. Dòng này thì anh em đưa trước cho mình tầm khoảng là 8-9 triệu thôi nha, là mình hỗ trợ lên hồ sơ mua góp được rồi nha. Tiếp theo là Ad nè. Ad thì nó cũng giảm giá cho mọi người luôn. Màu này là màu xám cam nha mọi người, xám cam. Con này là mẫu cũ nha. Đó. Thì đối với cái phiên bản này thì nó cũng đang hot nè mọi người. Màu này đi cũng rất là bền nha. Với lại cái màu sơn này cũng lâu lỗi á. Thì màu này thì giá của nó cũng là dao động tầm khoảng 41 triệu thôi mọi người nha. Đó. Thì dòng xe này thì anh em cũng trả trước cho mình 5 triệu thôi là mình hỗ trợ cho mọi người mua góp rồi nha. Rồi tiếp theo mình có con MX King nè mọi người nè. MX King sơn lên nha. Màu này là màu sơn 3D nè mọi người. Cái dòng này thì anh em mua góp, anh em đưa trước cho mình tầm khoảng 5 triệu là hỗ trợ lên hồ sơ rồi. Thì MX King tháng này giảm cho anh em là còn 43 triệu thôi nha. Đó, là bao VAT luôn. Tiếp theo là Ad 150, màu trắng đỏ nè mọi người. Màu này cũng nói chung là cái màu này đi mình thấy là bền với lại 41 luôn à. Đúng rồi, là giảm giá cho anh em luôn còn 41 triệu nha, màu trắng đỏ nha mọi người. Đó. Rồi. Nó màu này thì đi nó bền mãi luôn, tại vì cái màu đó màu này màu huyền thoại, màu huyền thoại luôn rồi. Đó. Và màu đỏ nhám nè mọi người, màu đỏ nhám này cũng rất là đẹp nha. Màu này cũng là 41 triệu xả hàng cho anh em còn 41 luôn nha. Đó. Rồi cái màu mà mới kinh màu rin đời 2023 này là màu xanh nè mọi người. Xanh nhưng mà cái bánh này cũng là màu xanh luôn nha. Cái này là màu cái bánh này nó là bánh rin luôn nha mọi người, không phải sơn nha. Màu này màu rin 100% luôn. Con này thì tháng này giảm giá cho anh em còn 43 triệu nha. Đó. Rồi 155 rồi, 155. Tháng này xả kho cho mọi người tiếp nha. Con này thì màu trắng đỏ nè, 44 triệu nha mọi người. 44 triệu một chiếc thôi. Đó. Màu trắng đỏ, màu xám cũng 44 triệu luôn nha. Đó. Thì đối với hai cái màu này thì anh em mua góp thì đưa trước cho mình tầm khoảng 7 triệu nha, mình hỗ trợ lên hồ sơ nha. Những cái phiên bản là cao cấp hết luôn mọi người nha, khóa thông minh, chìa khóa thông minh đầy đủ hết nha. Đó, đời mới nhất luôn. Rồi, có một con màu xanh GB, sơn 3D lên nha mọi người. Tem của nó là sơn, tem của nó là tem rin nha mọi người, nhưng mà màu của nó là màu sơn nha. Là màu xanh này á thì sẽ là 44 triệu nha mọi người. Đó. Thì anh em mua thì đưa trước cũng 7 triệu là mình hỗ trợ lên hồ sơ được rồi nha. Rồi tiếp theo là màu này là màu bạc này. Màu này là màu trắng ngọc trai nha mọi người, đời 2023 luôn. Thì tháng này cũng giảm giá cho mọi người luôn còn 44 triệu nha. Đó, khóa thông minh luôn. Những cái dòng này thì cũng đưa góp thì tất cả đều đưa trước 7 triệu nha. Đối với khóa thông minh của Ad 155 nha mọi người, 6 đến 7 triệu, 6 triệu cũng được nha. Thì mình hỗ trợ lên hồ sơ rồi. Đối với cái dòng mà dòng Ad này nè thì những anh em mà mua cái phiên bản tiêu chuẩn á thì tháng này mình giảm giá cho anh em còn 41 triệu thôi mọi người nha. Đó, giá báo là bao gồm thuế VAT hết rồi nha. Anh em chỉ cần lên và cộng biển số là được rồi, là đầy đủ tất cả giấy tờ cho anh em luôn.
Tiếp theo nữa là con Ad 155 phiên bản cao cấp nha mọi người, màu đỏ. Đấy, màu này là đỏ candy nha mọi người, nhưng mình sơn 3D tem là chữ số 39 Monter luôn nè, đó Ad Tinter. Nói chung là đầy đủ tem và ấy là mình sơn lên hết luôn nha. Màu này là màu cũng rất là đẹp nè. Một thời thì mình bán cái màu này cũng khá là chạy luôn nha mọi người. Thì con này thì giá cũng là 44 triệu nha. 44 triệu một chiếc thôi. Đó. Vario đi. Vario thì tháng này tiếp tục giảm giá cho mọi người luôn nha. Màu xám này mọi người. Tôi vừa rồi thì anh em mua Vario về rất là nhiều nha mọi người. Đó, thiên mọi đường người lên ủng hộ rất là nhiều luôn. Đó. Thì tuần này tiếp tục là cửa hàng mình giảm giá tiếp nha mọi người. Đó. Con này thì màu xám, xám này là xám xám cam nha mọi người. Nó có cái tem màu cam ở đây này, nó rất là đẹp nha. Anh em lên mà mua những thích màu xám xám thì mua cái màu này mình nghĩ là rất là đẹp luôn á. Thì con này thì tháng này khóa sửa mắc cây thì là 39 triệu nha mọi người. Đó. Thì anh em mua thì anh em đưa trước cho mình tầm khoảng là 4 đến 5 triệu nha, là hỗ trợ lên hồ sơ rồi. Và cái con ánh màu tím titan cũng rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. Màu này là tím titan nha. Quá thông minh luôn, 39 triệu nè mọi người. Đó. Thì dòng này cũng đưa trước cho mình tầm khoảng 5 triệu lên hồ sơ được rồi. Và anh em mà mua màu đen nè, đen bóng đời 2023, 37 triệu một chiếc, bao VAT, bao thuế luôn nha. Đó, thì trả trước cho mình tầm khoảng là 3 triệu lên hồ sơ được rồi. Màu đen là màu ring nha mọi người. Có màu đỏ candy nè, màu đỏ candy cũng như anh em view. Mình thích cái màu đỏ candy, nhưng mà cái màu màu ring của nó thì là không có. Thì cửa hàng mình sơn lên, màu ring của nó là màu đỏ. Màu đỏ bên cạnh, nhưng mà cái màu này là mình sơn, nhưng mà khóa của nó là khóa thông minh luôn nha mọi người. 39 triệu một em thôi, quá rẻ luôn nha. Đó, trả trước cho mình 5 triệu là hỗ trợ mua trả góp rồi mọi người. Đó, còn màu hồng đấy. Màu này là hồng đen nè mọi người. Màu hồng đen giá giảm cực sốc cho anh em luôn. Còn 38 triệu thôi mọi người. Khóa thường nha mọi người. Đó, nó có khóa thông minh nữa, thì tí nữa mình sẽ giới thiệu bên kia luôn. 38 triệu một chiếc nha. Bao thế VAT luôn nè. Đó, tiếp tục là màu xanh đen nè mọi người. Con này thì đồng giá cho anh em luôn 38 triệu nha. Đó, trả trước cho mình tầm 3 đến 4 triệu thôi, mình hỗ trợ cho anh em lên hồ sơ luôn nha, mua góp. Quá dễ luôn nha. Rồi tiếp theo là màu đỏ này, màu đỏ màu ring nè mọi người. Đó, màu ring của đời 2023 luôn. Con này thì 37 triệu thôi mọi người, quá rẻ luôn nha, 37 triệu một chiếc thôi. Rồi tiếp theo là màu bạc này, màu bạc này anh em hỏi cũng rất là nhiều nha. Màu này là khóa thông minh luôn mọi người nè, 39 triệu nha mọi người. Đó. Thì anh em mua thì anh em cần đưa trước cho mình tầm khoảng 5 triệu thôi, mình hỗ trợ là lên hồ sơ mua góp được luôn nha. Đó, ngoài ra thì cửa hàng mình cũng còn rất là nhiều màu luôn nha mọi người. Đó, màu vàng, màu cam, màu hồng, màu trắng, màu ánh tím, màu trắng đều có nha. Thì anh em mà coi clip này nè, thích mua cái màu nào thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin qua cho em nha. Thì thủ tục trả góp thì bên em rất là đơn giản luôn, chỉ cần mang theo căn cước công dân thôi là mình hỗ trợ lên hồ sơ mua góp thôi. Thủ tục trả góp thì lên hồ sơ rất là nhanh luôn nha mọi người, chỉ cần 10 đến 15 phút là lấy xe về thôi. Đó, rất là dễ luôn. Thì tiếp theo là có con Winner nè, Winner V3 mà sơn 3D luôn mọi người, màu xanh nha nha. Màu này xanh đen nè, mình có sơn thêm một ít màu tem của vàng đồng lên nữa, rất là đẹp nha mọi người. Đó, thì đối với cái con này tháng này mình giảm cho anh em luôn còn 34 triệu thôi nha. Đó, còn nếu anh em lấy màu ring như màu đỏ này thì mình giảm cho mọi người luôn là còn 33 triệu một chiếc thôi nha. Đó, quá rẻ luôn. Thì trả trước cho mình tầm khoảng là 3 triệu thôi, 3 đến 4 triệu thôi. Mấy cái xe này thì trả trước rất là thấp, nên là anh em mà có nhu cầu mua góp á thì cứ liên hệ với em đi, em thì giảm giá mạnh cho mọi người luôn nha. Rồi, tiếp theo là có màu bạc nè mọi người. Màu bạc này thì bữa giờ không có hàng, mà mới về được tầm mấy chiếc á, thì mình cũng quay lên thì nó giảm giá cho anh em. Tháng này em giảm giá luôn là còn 65 triệu nha. Đó, đồng giá hai con này là phiên bản ABS luôn nha mọi người. Con này cũng phiên bản cá tính thì cũng là 65 nha mọi người. Đó, là trả trước cái dòng này thì anh em mua trả trước cho mình tầm khoảng là 15 triệu nha, là hỗ trợ lên hồ sơ được rồi. Còn có một con AB màu xám này, xám cam nha. Con này cũng sơn 3D lên thì đầy đủ luôn thì là 40 triệu nha mọi người. Đó, 40 triệu chiếc hơi quá rẻ nha. Rồi, còn AB 160 nè, tháng này giảm cho anh em 3 triệu luôn nha, là còn lại 57 triệu đó mọi người nha. Đó, AB 160 phiên bản đặc biệt 57 triệu nè. Đó, trả trước cho mình 10 triệu rồi đến hồ sơ được rồi. Còn AB 125 thì anh em cứ đưa trước cho mình 3 4 triệu thôi. Đó. Còn cái dòng mà Vision mà rẻ nhất là tiêu chuẩn đời 2023 là màu đen đen bóng nè. Con này thì tháng này giảm cho anh em luôn là còn lại 30 triệu 500 nha mọi người, bao VAT luôn nha. Dòng này thì hỗ trợ trả góp cho anh em đưa trước mình 2 triệu thôi nha, lên hồ sơ là mua góp được rồi nha. Đó, quá rẻ luôn. Màu trắng ánh tím thì
31.500 nha, màu ánh tím là 31.500 bao thuế luôn nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo nữa là con SH160 nè mọi người. Đó, dòng này thì tháng này giảm giá ABS luôn, giảm giá cho anh em là còn 105.000 bao thuế VAT luôn nha. Đó. Còn phiên bản ABS thì nó sẽ có hai loại luôn, màu xám xi măng thì cao nhất rồi, anh em mua màu đỏ hoặc là màu trắng thì SH160 sẽ giảm giá cho anh em còn 102.000 thôi nha. Đó, quá rẻ luôn. Những dòng SH này thì mình muốn mua góp á, thì anh em chỉ chuẩn bị cho em tầm khoảng 30.000 trở lên nha, là hỗ trợ là lên hồ sơ được rồi. Nếu mà anh em mà có nhu cầu trả trước cao hơn như 40.000 trở lên thì hỗ trợ cho anh em có nhận được cà vẹt góp luôn của ngân hàng luôn nha mọi người. Rồi, rồi. Tiếp theo là Vario, hai con này là màu rin nè, màu đen màu trắng thì là 39.000 nha mọi người. Thì hiện tại là mình còn rất là nhiều màu xe, thì em chỉ quay và báo giá những cái dòng xe mà nói chung là bán chạy nhất thị trường hiện nay luôn và giảm giá mạnh cho mọi người luôn. Ngoài ra thì cũng được hỗ trợ tiền xăng đến mua xe, thì liên hệ trước thì em sẽ hỗ trợ cho mọi người, mỗi người đến mua xe sẽ là 1.000.000 tiền xăng nha mọi người. Thì nhớ đến cửa hàng thì liên hệ hoặc kết bạn với Zalo với em á, thì em sẽ gửi địa chỉ và mọi người đến sẽ gọi điện cho em nha, em sẽ hỗ trợ cho mọi người tiền xăng nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.